Này giới thiệu cho anh em một con CD của Technic. Thực ra thì CD bây giờ nó không được ưa chuộng như những năm trước, nhưng mà CD nó cũng có, nó có cái hay riêng. Và thực ra em không biết nói nào nhỉ, bởi CD nó làm rất gấu. Nên bây giờ thì anh em chuộng deck, đang chuộng deck nhiều quá thì thôi em lại đưa những cái dòng CD mà nó hơi đặc biệt một chút về. Thí dụ như con này chẳng hạn, Technic P900 thì nó là một thuộc một đầu CD là limited của hãng, tức là sản xuất có giới hạn, có giới hạn. Thì theo cái mức giá xuất xưởng ấy, thì con này là hơn trăm ngàn yên cái thời điểm đấy, thì là thuộc dạng gấu rồi. Technic thì anh em thì quá là quen thuộc ở trong cái đầu đất này, hoặc là âm ly ví dụ đấy, kiểu kiểu vậy. Nhưng mà CD thì ít ít người biết đến là những cái dòng gọi là, mình gọi là cao cấp của nó. Thì con này nó có hai cái má hồi gỗ này giống như kiểu 5577 của Sony ấy, nhưng mà nó cái bộ nó, nếu mà đủ thớt của cái bộ của complete tinh định này thì đẹp tuyệt vời luôn, đẹp dã man luôn. Nó có một bộ dề bao 3.000, 5.000, 7.000. Thì 3.000, 5.000, 7.000 đúng không? Thì cái dòng C đấy thì nó có hai cái đèn vu, cái đấy nó to hẳn cả cái mặt luôn, nó choáng luôn cả cái mặt luôn. Con dề của nó thì có điều khiển từ xa. Nói chung là nhìn bộ dề bao của nó phê lắm, em thích, nhưng mà cái điều kiện khả năng nó chưa chưa có, chưa cho phép nên là chưa chơi được. Kèm theo đó thì nó có một con CD, nó là chính là con này. Và trên con này thì nó có một bộ dề bao nữa là con P2000. Đấy, đấy nó có dề à, dề bao, em xin lỗi, cơ đáp P2000. À Z1000, Z1000, cơ đáp 1000. Đấy là hết. Còn trên trên nữa nó có một con đát. Nó có một con đát D10. D10 hay S10 thì em không nhớ lắm, nhưng mà con đát có số 10. Cũng thông thuộc giọng má gỗ vào cái bộ limited của hãng này này. Có con đát này, con CD này, tuner P900, tuner, có tuner và equalizer. Đấy, nó có equalizer nữa. Và nó có thêm tap deck là con B965 ấy. Con đấy thì bây giờ thì đấu cao dã man luôn. Khét lẹt luôn, nó chính là cái con B900, em xin lỗi, B900. Cái bản đen là cái bản màu B965 hôm trước em đã giới thiệu trên một clip đấy. Thì cái bản màu vàng nó là B900. Khét lẹt luôn. Bây giờ nếu mà đấu về Việt Nam phải hơn 20 thì mới ra có cửa thắng. Nó phải như 3 5 năm EG của Sony luôn. Tuyệt vời luôn. Nếu mà ai có đủ complete đấy, em Việt Nam thì em chưa chưa nhìn thấy có ai đầy đủ cái complete cả. Vì thực ra cái này nó cũng là dòng cao cấp, nhưng mà những người người ta có tiền thì người ta chơi nó, dòng nó khủng hẳn thì nó lại khác. Những người chơi em thì em thích kiểu complete hoặc là mày mò ấy, mua về đẹp nhưng mà nó cũng đắt tiền quá thì vào cũng chưa chơi được, chưa có điều kiện. Thôi cứ test test cái em này trước. Thì ra em này em về em thấy nó chọc đọc luôn thì em còn cũng chưa tháo, nhưng mà nó đọc tốt lắm, đi nào cũng đọc. Thử quả Như Quỳnh nhá. Con này về thì có remote nhá, remote nhưng mà lại mất cái nắp đằng sau này, để nếu ấy thì em sẽ kiếm kiếm cho cái nắp nắp đằng sau. Đấy, quay đi quay lại đã đọc xong rồi. Nó có hai đường xuất, đường variable và đường fix. Thì trên cái điều khiển này nó có cái đường level này là nó điều khiển được to nhỏ nhanh nhá mọi người nhá. Đấy. Đấy nhỏ này. Đấy. Nếu không có khiển là không không chỉnh được, vì trên mặt máy nó không có. Rất ngọt luôn.
này thì tình trạng đẹp xuất sắc nhá, không cấn cá ở chỗ nào cả. Khang nhau, hay lắm, tuyệt vời lắm. Ốm mùi giọng nó vẫn còn hơi phê thì em thử một quả không lời trước, sau đó thử một bản auscultic sau nhá, không lời.
hay quá, không nỡ tắt thật. Kinh khủng. Em mở lại chị Thảo tí nhá. Chị Thảo cho nó xem CD Auscotic xem mà chị diễn trên đây như nào nhá. Đợi anh trở về à? 11 9 em chưa biết bấm 11. Có hai cổng ra này, hai cổng ra này, một đường variable, một đường fix này. Fix thì không bật được cái vừa rồi, đường quang ao này, đây đường nguồn này. Đấy. Máy nhá, made in Nhật Bản, không phải là giá bàn nhá. Ok nhá. À, giới thiệu qua bộ băng này, đấy, cái bộ này của bọn Asia ấy, nó là màu xanh này, nhìn rất đẹp, nhưng mà nó có cái đặc biệt nhá. Đây, băng thì nó giật giống nhau. Đấy, băng này rất giống nhau, nhưng mà cái vỏ lại khác nhau. Đấy, mỗi một thời lượng thì nó là một cái hình như này, nó giống như Sony, như Sony là bên trong, còn bọn Asia làm vỏ luôn, làm bìa luôn. Asia chuyên làm bìa. Nó có bộ nữa rồi em có, nhưng từ từ em sẽ giới thiệu sau. 74 là chữ A này. Đấy, 120 chứ lại là con rồng Dragon đấy, rồng. Đấy, đấy, 46 của nó thì lại một con cá. Đấy, đồ chơi trẻ con này này, là cái lóc ghép này. Đấy, nó rất hay ở chỗ đấy. Còn cái này là 90 này, 90 thì là mấy con cắt cụt, cắt cụt. Đấy, hôm em làm clip dài hết nhở, con nào bị dài. Ok, thank you anh em nhé.